Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trỗi Dậy Tò Mò. Các bạn nghĩ sao khi có một ai đó lạ lùng thực sự xuất hiện, nhưng bạn chẳng thể biết được đó là ai hay trông chúng như thế nào, chỉ thấy chúng thoáng qua mà chẳng biết đó là gì, và ta luôn có cảm giác hình như chúng đang đi theo ta. Gần đây có một vài video ghi lại được cảnh những nhân vật kỳ bí đó xuất hiện. Chúng ta cùng theo dõi những video dưới đây để biết chúng là gì.
Sau khi xem những video vừa rồi, bạn hãy comment ý kiến của mình bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chú ý lắng nghe. Đừng quên nhấn subscribe cho kênh của mình để có thể theo dõi được những video mới nhất. Cảm ơn và chào tạm biệt.